Trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng được xây dựng với thiết kế hiện đại trên tổng diện tích 1,74 ha tại khu đô thị mới Phú Mỹ An, thành phố Đà Nẵng. Hi, I'm from Finland. I am from Australia. I'm from America. Hi, I'm from China. Hi, I'm from Vietnam. Hi, I'm from Korea. Hi, I'm from the Czech Republic. We study in SIS. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi học sinh đều ẩn chứa những tài năng đặc biệt và tiềm năng phát triển. Thông qua giáo trình được đổi mới, biên soạn nghiêm ngặt, nhất quán và phù hợp với từng học sinh, chúng tôi cung cấp chương trình học song ngữ và quốc tế với chất lượng tốt nhất nhằm giúp các em thu được kết quả cao, đáp ứng kỳ vọng nhà trường đặt ra. Trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng cung cấp dịch vụ giáo dục cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi. Sau khi kết thúc cấp tiểu học, học sinh có cơ hội tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế. Đối với học sinh trung học, kỳ thi trung học đại cương quốc tế của Đại học Cambridge là điều kiện bắt buộc trước khi tham dự một năm chương trình dự bị đại học để lấy chứng chỉ đánh giá toàn cầu GAC. Đội ngũ giáo viên quốc tế có bằng cấp cùng sự cống hiến tận tụy và tính yêu nghề cao quý đã mang đến nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích cho học sinh. Phương pháp giáo dục đặc biệt hướng tới sự phát triển cho trẻ từ thể lực, tinh thần và trí tuệ. Từ đó rèn luyện năng lực tư duy toàn cầu, nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi và sự tự hào văn hóa dân tộc.